Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D Channel. Trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy Note 8 và hiện tại thì giá của em này đang cực kỳ tốt rồi. Bởi vì sao? Chúng ta sau khi ra mắt Note 8 xong này thì đã có Note 9 và bây giờ là sự chờ đợi ra mắt của siêu phẩm Samsung Galaxy Note 10. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ chờ đợi chiếc Note 10 ra mắt hay là các bạn mua ngay chiếc Note 8 này với mức giá cực kỳ tốt, đó chính là chỉ khoảng tầm từ 7.500.000 đồng thôi. Nếu bạn nào quan tâm hãy truy cập link dưới phần mô tả nhé. Có thể là với mọi người chúng ta sẽ được nghe về thiết kế này, nghe về hiệu năng trước, thế nhưng mình sẽ nói các bạn nghe về mức giá luôn. Khi mà so sánh một chút thì Note 8 bây giờ đang có giá là 7.500.000, các bạn sẽ có được Galaxy Note 8 Lite New phiên bản Mỹ. Còn Note 10 chắc là mới ra mắt như vậy, không có phiên bản cũ được rồi. Các bạn sẽ mua một chiếc Note 10 này phiên bản dành cho Việt Nam và các bạn sẽ có một chiếc máy chính hãng nguyên siêu. Mình đoán rằng mức giá chắc chắn lòng vòng đó phải tầm 30 triệu đồng. Bởi vì sao? Như các bạn thấy năm nay flagship thì con nào cũng đều làm đắt lên chứ chưa thấy có chiếc nào có xu hướng làm rẻ đi cả. Và với 30 triệu đó các bạn sẽ mua đâu đó được khoảng tầm 3.500 chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Wow, hình như là nó hơi nhiều đúng không? Rồi thì bây giờ sẽ là phần thiết kế của chúng ta. Như các bạn thấy là chiếc Galaxy Note năm nào thì cũng sẽ là một cái phiên bản mà nó vuông vức hơn và đỡ bo cong hơn của chiếc Samsung Galaxy dòng S. Thế nhưng mà năm nay ấy, chiếc S10 mình thấy rằng là bo cong nó cũng ít hơn mà nó cũng vuông vức hơn so với lại chiếc S9 năm ngoái. Vì thế mình nghĩ rằng là chiếc Samsung Galaxy Note 10 nó sẽ tựa tựa giống như chiếc S10 Plus, thế nhưng kích thước to hơn cũng như là các bạn có cảm giác cầm nó đầm tay hơn. Còn từ chiếc Note 8 của chúng ta mà lên chiếc Note 10 ấy, thì bây giờ Note 10 chưa hề có một cái phiên bản nào mà để cho mình có thể ngắm được em nó mà mình đoán được rằng là trông em nó sẽ thế nào. Thế nhưng mình chắc chắn với các bạn rằng sẽ đẹp hơn chiếc Samsung Galaxy Note 8 của chúng ta. Chỉ là về triết lý thiết kế thì những chiếc máy này vẫn giống nhau. Vì thế Note 8 các bạn cầm ra đường nhìn nó vẫn không hề có hiện tượng bị lạc lõng trong dòng Note một chút nào cả. Trông em nó vẫn rất là đẹp và vẫn rất là Note. Thế nhưng mà có một điểm trừ ở trên mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy Note 8, đó chính là phần cảm biến vân tay. Thì đến Note 9 Samsung đã sửa rồi, nhưng mà ở Note 8 các bạn vẫn phải chấp nhận là vân tay sẽ nằm ở cùng với cụm camera. Vì thế nếu như bạn nào chưa quen ấy, có thể thay việc là cảm biến vào phần vân tay, các bạn lại cảm biến luôn vào phần ống kính camera và làm bẩn phần này. Về phần màn hình thì mình nghĩ rằng đây sẽ là phần cải tiến lớn nhất, bởi vì năm nay ấy, bất kỳ thiết bị nào cũng muốn theo cái xu hướng là vô cực, nhưng mà phải vô cực là tràn toàn màn hình cơ, chứ không phải là để lại hai cạnh trên dưới như thế này nữa. Trên S10 thì các bạn thấy rằng là vẫn có một cái lỗ, nhưng mà mình nghĩ rằng trên Note 10 nếu như mà Samsung làm được New Infinity thực sự thì sẽ không còn bất kỳ một lỗ nào và màn hình của bạn sẽ chiếm trọn phần trước. Nhìn như vậy rất là đẹp, các bạn sẽ không còn thấy cầm trên cầm dưới nữa. Còn trên chiếc Note 8 của chúng ta thì tất nhiên rồi, mình nhớ là năm đó Note 8 ra mắt thì các bạn vẫn đang rất là thích hai phần cầm trên cầm dưới, bởi vì Samsung nói rằng làm như thế này sẽ giúp cho màn hình của các bạn bền hơn, nó sẽ đỡ bị hỏng với lại những cái va đập, những cái hiện tượng không may xảy ra trong quá trình sử dụng các bạn. Nói chung là về hai cái xu hướng sử dụng màn hình này ấy, thì mình là một người vẫn thích nó classic, mình vẫn thích có hai phần cầm trên cầm dưới hơn, bởi vì giúp cho màn hình của mình bền hơn và mình đỡ phải lo lắng khi mình sử dụng hơn. Còn đối với cái màn hình mà nó tràn toàn bộ thì đúng là đẹp đấy, sexy đấy. Thế nhưng đánh đổi lại đó chính là các bạn chỉ cần một chút va chạm nhỏ thôi là có thể khiến các bạn thay cái màn hình mới. Mà giá màn hình của Note thì các bạn biết rồi. Thôi mình nói vậy thôi nhá. Còn về phần hiệu năng thì có lẽ là mình không cần nói, các bạn cũng biết được là chiếc Note 10 chắc chắn sẽ nhanh hơn, sẽ mạnh hơn chiếc Note 8 rồi. Thế nhưng thời điểm hiện tại thì chiếc Note 8 của chúng ta vẫn rất thoải mái các tác vụ văn phòng, cũng như là bạn nào mà thích chiến game ấy thì các bạn vẫn có thể chơi được. Nhưng câu chuyện là sẽ không chơi được max setting và không chơi được cái mức độ nó quá ổn định như là những chiếc flagship mới bây giờ đâu. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Còn mình thấy rằng đa số anh em mua Note về thì mọi người không phải ai cũng chơi game. Mọi người thường để sử dụng cái tác vụ nó như kiểu văn phòng ấy. Thì chiếc Note 8 mình thấy rằng là vẫn đáp ứng rất là tốt, không có vấn đề gì cái điều này cả. Cái điểm nổi bật nhất của dòng Note như bạn nào cũng biết đó chính là chiếc bút của chúng ta. Thì cho dù các bạn có dùng Note mấy các bạn vẫn giữ lại được cái bút này. Có chăng là ở trên Note 10 thì chiếc bút của chúng ta nghe nói là sẽ được cải tiến nhiều hơn, và đặc biệt là có tích hợp camera vào. Đây là vừa là điểm lợi vừa là điểm hại. Lợi là gì? Lợi là giúp các bạn có một cái màn hình New Infinity đẹp hơn. Thế nhưng điểm hại ở chỗ là sẽ giúp cái bút của các bạn trở nên nguy hiểm hơn, dễ hỏng hơn, cũng như là việc nếu như các bạn phải thay thế, phải sửa chữa, giá cả sẽ đắt hơn. Nói chung là vừa lợi vừa hại mà, công nghệ đi lên còn túi tiền của chúng ta thì vơi đi. Và chắc chắn là năm nay S10 Plus đã có một viên pin lớn lên hơn 4.000 mAh, thì không có lẽ gì chiếc Note 10 của chúng ta lại không có viên pin lớn cả. Chắc chắn trên Note 10 các bạn sẽ có một viên pin lớn lên tới 4.500 mAh và còn tích hợp công nghệ sạc nhanh 25W nữa. Trong khi đó, với chiếc Samsung Galaxy Note 8 của chúng ta thì các bạn sẽ chỉ có công nghệ sạc dừng lại là 15W mà thôi. Và tất nhiên là viên pin các bạn dung lượng cũng chỉ là 3.300 mAh, chứ không thể nào đòi hỏi 4.500 trên Note 10 được. Ok, vậy thì tổng kết lại nhá. Nếu như các bạn mà không lên Note 10 thì các bạn sẽ có một chiếc Samsung Galaxy Note 8 và thừa ra đâu đó khoảng 2.500 chiếc Note 8 nữa. Cái tiền thừa ra đó các bạn có thể là đem cất vào quỹ đen này, hay các bạn có thể là
đem mời bạn bè đi rửa chiếc Note 8. Và đổi lại thì các bạn vẫn có một chiếc máy màn hình vô cực, nhưng nó chỉ là vô cực theo kiểu cũ của Samsung thôi, chứ không phải là New MPT tràn toàn màn hình. Tiếp theo là vân tay, thì các bạn phải chấp nhận là vân tay của chúng ta đang nằm cùng cụm camera, và rất có thể các bạn sẽ phải lau cụm camera nó nhưng mà chưa quen dùng cái vân tay này. Một viên pin thì dung lượng hơi khiêm tốn hơn so với lại Samsung Galaxy Note 10 khi chỉ dừng lại ở 3300mAh, và tất nhiên là đi kèm công nghệ sạc nhanh của chúng ta cũng chỉ là 15W chứ không phải là 25W. Vậy anh em thấy sao? Các bạn sẽ lựa chọn chiếc Samsung Galaxy Note 8 với giá 7,5 triệu, hay là các bạn sẽ bỏ ra 3,5 chiếc Samsung Galaxy Note 8 để quất ngay em Galaxy Note 10? Hãy để ý kiến dưới phần bình luận nhé. Còn bản thân mình thì mình sẽ chọn chiếc Samsung Galaxy Note 8 thôi. Tiền nhiều để làm gì? Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại những video lần sau.